Xin chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Metalo vào buổi sáng thứ hai thì có một số mẫu mặt hàng rất là bớt chuyên nắp dàn rất là nhiều nên là không có thời gian review nhiều. Hôm nay em có làm cái clip để giới thiệu cho tất cả các bác là những mẫu sản phẩm. Nhà em vẫn lúc nào cũng có đủ các mặt hàng để cung cấp cho tất cả các bác mặt hàng Tết. Với cấu hình ngày hôm nay thì Tùng Nguyên review những 40, 30, 25, 20 rồi tép giấy rất là nhiều loại đang chuẩn bị đóng hàng. Và hôm nay thì Tùng Nguyên review cho tất cả các bác là một cặp bát 40 Martin từ 190 quân 76 hàng giá rẻ. Là đây, từ 190 quân 76 hàng giá rẻ các bác nhé. Chiếc âm của nó rất là tốt. Một cặp bát 40 neo từ trắng cao cấp. Một cặp bát 25 LZ. Một cặp bát 25 gân mút từ 170/63. Một cặp bát 20 BM và một cặp bát 30 BNC. Ngày hôm nay Tùng Nguyễn sẽ review cho tất cả các bác cùng xem nhé. Đối với dòng neo này, củ từ neo từ trắng 131 bích thép 7 màu, đích có 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Đây là một dạng leo liền khối cao cấp nhất trên thị trường. Em bán 4 năm nay rồi, khách hàng toàn tìm đến Tùng Nguyễn Audio để mua cặp bát neo này. Khẳng định cho tất cả các bác chơi cặp neo này, chơi A-Day hoặc chơi sự kiện, cấu hình này nó đánh rất khỏe và hay. Củ của nó sẽ hơn hẳn tất cả các dòng neo trên thị trường đang bán. Thứ nhất, từ nó to, công suất nó mạnh hơn. Đấy, em bán loa neo này nhiều năm rồi, mã cố định ở cửa hàng nên em có thể là nói phét nói nát để cho các bác nghe được. Đấy, nếu mà cái chất âm của nó không hay, khách ném đá ném gạch em không bao giờ khen ca ngợi được. Nhưng cặp bát neo này, nó là tiếng của nó đẳng cấp. Và cái dòng neo này các bác nhìn cái củ của nó thôi là nhìn cái độ xịn của nó như thế nào rồi. Củ của nó rất là chất lượng, leo liền khối. Từ 131 côn 76. Các dòng neo liền khối khác chỉ có từ 74,5 thôi. Đấy. Cặp neo này đang là 4 triệu một cặp bao ship các bác nha. Giá nó nhỉnh hơn một chút. Mang sơn dầu, gân vải tẩm dầu 2 gân. Tiếng của nó cực kỳ là đẳng cấp luôn. Dòng neo này thợ của em lắp A-Day, khách của em nó ba dây đều khen chất âm của nó ngọt và tiếng của nó rất là hay. Độ lì con này rất là tốt, khi các bác đánh sự kiện nó sẽ khỏe và nó đánh nó sẽ không bị dễ bị đi như các dòng neo khác. Dòng bát 40 Martin từ 190 con 76, loại giá bình dân. Từ 190 con 76. Mang giấy và gân vải tẩm dầu 2 gân. Đối với tất cả các dòng loa bát rời giá có thể thay đổi một chút nha các bác nhá. Đấy, em nói luôn trong video. Còn các bác có thể liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio để cập nhật các cái loại mặt hàng giá mới. Con này là màng giấy gân vải 2 gân. Từ 170 côn 63. Hàng nhập chính hãng của công ty NZ. 10AZ 350A. 400W trên trở kháng 8 ohm. Côn phíp và dây đồng. Con này hàng chính hãng của công ty. Đít bát có đôi 4-6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Từ 170 và côn 63. Đấy, con này có thể nắp vào các dòng loa full hoặc là loa lầm cho phòng hát để đánh lấy lời. Nếu lấy lời thì đánh gân vải, còn đâu lấy tiếng nghe nhạc nhiều thì lấy gân mút như này. Tại sao mà em bảo là nghe nhạc ạ? Từ 170 và côn 63, cặp bát 25 xương sắt và gân mút xốp. Xương sắt và gân mút xốp, xương rất dày để đỡ củ vát này. Gân của nó là gân mút này. Đấy, độ nhạy của nó rất cao và tiếng nó rất là mềm. Nghe nó đánh trống rất lực và hay. Gân mút này, con này gân vải này. Con này đánh đẩy công suất, đánh căng này, nghe to mới hay. Con này nghe nhỏ thì tiếng của nó rất là mềm mắt. Và một cặp bát Vega. Vega này thì em bảo rồi, mang thương hiệu Vega, Tập Cận Bình sản xuất. Đấy, từ 190 côn 76. Cặp bát này tiếng của nó rất hay, các bác có thể nắp vào tất cả các dòng phòng hát. Tiếng con bát này rất là dày. Mang thương hiệu Vega. Từ 190 côn 76. Màng rất nhiều sợi bông thủy tinh. Gân vải tẩm dầu 3 gân. Và lón của nó sẽ có một cái phễu như này, lón đen. Đây là cặp bát xịn. Tiếng của nó hay, để mình có thể ghép vào các cái dòng mà lấy lời. Tiếng của nó rất là tốt luôn. Đối với dòng này có thể giáp A-Day 30 và đánh phòng hát. Các bác đánh gia đình, lấy lời hát
đánh con Vega gân đỏ này, đánh tiếng rất hay các bác nhé. Còn hai dòng này thì vẫn là NG với cả gân mút thôi. Còn hai dòng này này, 20 BM từ 140 côn 51 này, còn một cặp thôi, nhưng ngày mai thì về hàng, thị trường đang hết hàng, nhưng cái ào ào gọi điện cho Tùng Nguyễn nhưng có hàng đâu. Từ 190 côn 76 cặp bát 30 BNC, cặp bát này giá rẻ, từ 190 côn 76 1,5 triệu một đôi, giá quá rẻ các bác nhá. Mang giấy và gân vải tẩm dầu hai gân. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Radio chỉ review cho tất cả các bác xem bát thôi. Còn nhà em có rất là nhiều phòng phân tần và tép lên đường. Tết rồi, bận quá, không thể làm video live stream được. Thì hôm nay Tùng Nguyễn làm một cái video để giới thiệu tất cả các bác sản phẩm, để cho các bác chọn, làm sự kiện, chơi gia đình, chơi phòng hát. Nhà em có đủ tất cả các mặt hàng, rất là nhiều các cái lượng khách hàng khác nhau để đến với cửa hàng Tùng Nguyễn Radio. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu quan tâm đến linh kiện của Tùng Nguyễn, hãy liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.